Ba nè, đừng coi, để thời gian tôi đi học nhiều hơn. Số tăng cao đột ngột như vậy chúng ta phải cần coi lại. Sao mấy thằng đa nghi quá đã chết luôn, chết luôn. Không tốt, có bị gì không tốt. Cô, cô làm gì cô chửi ai mà cô chửi một cách kịch liệt quá vậy? Tụi này tụi xạo sự không à? Tụi nào vậy ông cô? Tụi trong tự xưng lóc đen lóc quái dị gì đó, nó thân toàn là những cà chớn không à, cũng như cái thằng trong lớp này nè. Dạ. Nó tự khoe là nó sẽ thay đổi điểm cả một trường. Nó là có thiệt không cô? Có gì không cô? Sao cô bấm nãy giờ mình không bấm dấu đúng chứ? Dạ, trước khi đánh dấu á thì cô phải mở phần mềm thay cho cô. Cô quên, cảm ơn em nha. Được, anh xuống liền. Em ngồi xuống đi, cô có chuyện hỏi vậy. Dạ. Em khi tin gì chưa? Dạ thưa cô, chưa. Công ty MSI quyết định cấp học bổng cho em đi du học ở Úc sau khi tốt nghiệp lớp 12. Dạ, em cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Đừng có cảm ơn cô, em cảm ơn công ty mới đúng. À, nếu như em cảm thấy cái thời gian của em trong cái việc học nó bị thiếu đó, thì em cứ việc ở phòng vi tính đi, để tập trung vô việc ôn thi. Dạ, không sao đâu cô. Em cảm thấy làm việc ở phòng vi tính cũng không có tốn nhiều thời gian đâu cô. Với lại, em thích công việc đó mà. Trường mình có những học sinh như em thật là đáng quý. Thủy đi đâu lâu ấy nhỉ? Mãi không thấy về rồi. Người ta tới nhà, chờ. Ủa? Bà đi đâu à? Bà đi đâu lâu quá vậy? Tôi đi mua đồ ăn cho mấy ông nè. Biết thế nào, hôm qua đây cũng đòi ăn hết nên tôi phải đi mua trước. Bây giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ bà lên bà mở cái blog của ma sói cho tôi coi đi. Gì vậy? Mấy ông kêu tôi là đừng có chat với ông đó nữa. Giờ tự nhiên kêu mở là sao? Trời ơi, kêu mở thì cứ mở đi. Rồi tụi tôi giải thích sao? Vậy đi lên đây. Giờ muốn coi nè. Coi cái trang về làm thích. Thành tích mới nhất nè. Vừa làm đảo lộn điểm của cả trường trung học phổ thông. Bây giờ cũng chắc ăn á. Bà cứ chát với thằng được ba sói đi. Chi vậy? Nãy giờ mấy ông bắt tôi làm không mà không nói gì hết á. Tôi cần đi, người ta nói cho nghe. Bây giờ chát liền nó gấp lắm rồi. Đi. Xíu. Bà nhà thì đồng hả? Làm cho hứa ai? Bắt mà thật. Cái
Hiểu hiểu gì chưa? Vì là ba xó có liên quan đến trường bên học. Không phải là liên quan, mà chính xác hơn là tụi tôi đang ba xó là Nam. Không thể nào. Tôi nói cho bà nghe nè, anh Nam á đã lấy đề thi trong máy vi tính của trường mình cho hoặc là bán cho các học sinh yếu. Chính vì vậy mà học sinh yếu trường mình mới tự nhiên điểm cao bất ngờ như vậy. Nhưng mà đây chỉ là do tụi mình suy đoán thôi, đã có bằng chứng cụ thể đâu. Thì bây giờ tụi tôi đi tìm bằng chứng cụ thể nè. Học sinh nghe chị nhà nhớ là tôi phải tập thể cho sau đó tập kiểm tra một lít. Có chuyện gì không em? Dạ, tụi em có chuyện nói với thầy. Các em nói đi. Dạ, chúng em nghi ngờ dạo này các lớp học sinh yếu tự nhiên điểm số tăng lên, chắc chắn là có người cho đề thi trước hả? Đúng rồi. Nếu có chuyện đó thì ai là người cho đề? Dạ thưa thầy, tụi em nghĩ là anh Nam, người phụ trách phòng vi tính ở trường của thầy. Tại vì chỉ có anh Nam mới có thể lấy đề thi ở trong máy tính chủ của trường thôi. Dạ đúng rồi thầy. Các em ạ, khi cho đề vào máy thì các giáo viên đều có bắt luật riêng của mình, không dễ dàng gì lấy đề ra được đâu. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ các hacker giỏi họ bẻ khóa mật mã rất là giỏi. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng mà tụi em có tin bạn và thấy một thông tin giống y chang trường học trường mình. Có nghĩa là có người đem đề thi cho tất cả các học sinh yếu với mục đích đó là nâng cao điểm số của các học sinh đó. Được rồi. Để thầy sẽ nói chuyện này với phòng điều phó và nhờ cô ấy điều tra thêm. Nhưng các em phải giữ bí mật cho thầy nha. Dạ. Sự suy đoán của các em hoàn toàn vô căn cứ. Bây giờ chúng ta đặt ra vấn đề nè. Tại sao anh Nam lại làm chuyện đó? Làm chuyện đó có ích lợi gì? Với lại á, lấy được đề thi ở trường trên mạng không phải là việc dễ, tốn rất nhiều thời gian. Thầy thấy đó, thời gian của em Nam ở phòng vi tính nó đâu có nhiều. Dù sao chúng ta cũng phải kiểm chứng rồi. Việc này cũng không hoàn toàn vô lý. Cứ cho là em Nam á, lấy đề thi của trường đi. Nhưng kỳ thi học kỳ sắp tới là đề thi của sở. Chúng ta phải chờ xem kết quả. Vì em Nam không thể nào lấy đề thi của sở được. Nếu có sự đột biến về điểm của lớp yếu thì sự nhận định của thầy là sai. Tôi cũng đồng ý với chị. Và tôi cũng hy vọng là tôi sai. Bài đi. Tụi mình đó là phải ráng học lên. Cái lớp chuyên mà thua lớp thường là quê lắm á. Ừ. Mà thầy Nhân nói có lý á. Kỳ thi lần này sẽ quyết định tất cả. Hắn chỉ có thể lấy được đề thi của trường chứ không thể nào lấy được đề thi của sở. Đúng rồi. Biết rồi. Rồi, coi như cái nhiệm vụ mà theo dõi ma sói á, cũng là thủy á. Woo!
sỏi qua. Tôi chào thầy cô. Đề thi vẫn còn giống như không? Bây giờ tôi phát cho các thầy cô nhé. Tôi mong là kỳ thi học kỳ lần này học sinh trường ta làm thật tốt. À, bây giờ mời các thầy cô lên phòng khách đi. Sao kêu tụi con ba gấp quá vậy? Ông sơ mà ông chạy qua không kịp. Đây đây, đây con. Ông cố hả? Đáo yêu con cố đâu rồi? Đó hả? Bảo hả? Đó đi nhà hàng với cha mẹ nó rồi. Đang uống tối nhờ. Em đi tìm. Đây. Con à, dạ. Con lắm ông cố hay không? Trời ơi. Ông cố không có lắm nữa hả? Không có. Ai làm được cái gì là ông cố làm được cái đấy mà. Có không đó. Con thấy người ta làm lóc là để giải bày tâm sự. Còn ông cố làm lóc để làm gì? Để xạo chứ. Mấy thằng trong lóc thằng nào cũng xạo không, chứ có thằng nào thật đâu. Ông cố, ông cố cho con biết tên lóc của ông cố đi. Cái đồ con về con ẹt vô tâm sự với ông cố, chưa không? Thật ông cố à? Nói đi để tụi con vô tụi con ẹt, không? Lãng tử nhà thanh cuối cùng. Nói đi ghê không? À, vậy cho hỏi nha, đảng tự chí cái gì ở trển vậy? Thì ông có phê thành tích như ai vậy? Thì ông có. Thì biết không, hồi ở trong cung điện, ông cố mới có 8 tuổi thôi. Mà phi trần cung nữ chết gì ông cố nhiều lắm đó vậy. Có không? Ông cố, ông cố cho con hỏi nha, trong cái nhóm bạn mà lập dị trên lóc ông cố đó, có ai tên là ma sói không? Có không ông cố? Để ông cố suy nghĩ coi. Có cái thằng này nó giỏi như tính lắm. Nó chừng nó nói là nó đoạt cái giải mà lớn nhất của công ty gì đó. Nó sẽ làm một cái chuyện kinh thiên động địa cho mọi người lắm. Ông cố, tụi con có thể nhờ ông cố để mà tụi con trên cái cuộc đời này chỉ có một mình ông cố là có thể giúp được tụi con thôi. Vậy chứ sao? Ông cố mày là số một mà. Các cô các thầy vào xong thì giao bài cho cô thư ký nhé. Theo đánh giá sơ bộ, kết quả học tập của các em rất tốt, cũng đúng với tình hình thực tế của nhà trường hiện nay. Các lớp kém có xu hướng đi lên và đạt điểm cao. Chị, lớp 10A9, 10A10, 11A9, 11A10, nhiều em đạt điểm cao lắm. Mà hả, có nhiều đứa còn đạt điểm tối đa. Các thầy cô có thắc mắc gì không? Thì nhân, nếu điểm số đạt đến mức như vậy rồi, tôi không có thắc mắc gì hết. Nhưng mà tôi có thắc mắc là nghe, tôi không hiểu tại sao cái lớp này đạt điểm cao như vậy. Theo tôi dạy các em thì không thấy tiến bộ gì hết. Nghỉ dậy lao 5 phút đi, ăn bánh nè. Bù lại cho những này học nhé đi. Cảm ơn chị. Ăn mới là... Thơm nha. Có người nghe tin gì chưa? Tin gì? Ở lớp kém vẫn được điểm cao. Vậy là những nhận định của tụi mình về anh Nam là sai hết rồi. Dĩ nhiên rồi, Hoài Nam á làm sao mà trộm được đề thi của phòng giáo dục được. Trời ơi, cái chuyện bí mật đó mà chị cũng biết nữa hả? Có gì đâu mà bí mật. Em đừng có nghĩ chỉ có khối 11 mới nghi ngờ, khối 12 chị cũng nghi ngờ vậy. Nhưng mà cũng qua kỳ thi này á, cũng chứng tỏ được một điều, các lớp yếu cũng có sự cố gắng phấn đấu, chứ không phải là Hoài Nam đưa đề đâu. Thank you.
Cái này là cũng của mình mà. Đó, thấy chưa? Tụi lái nó không sai đâu. Các em nói thì có thể tin các em, nhưng không thể nào thuyết phục quỷ phó tin được. Thầy nói là sự thật mà thầy. Đúng rồi thầy. Anh Nam nó xấu xa. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, chúng ta không có bằng chứng gì thế. Nhưng mà việc quan trọng bây giờ là làm sao chúng ta tìm được bằng chứng. Tôi có cách. Dạ. Về hỏi thủ lĩnh của tụi mình. Sao? Chào em. À, em chào anh. Em là Thủy phải không? Dạ. À, ngày hôm qua anh được nhận giấy giới thiệu của thầy chủ nhiệm á, là anh sẽ dạy kèm uy tín cho em. Dạ. Em không hiểu sao á, cái môn này em yếu lắm. Mà không phải môn này nữa, mà dạo này môn nào cũng bị yếu hết á. Nên anh dạy kèm giùm em nha. À, thôi được rồi. Để từ từ anh sẽ chỉ ra phương pháp cho em học uy tín ha. Dạ, em cảm ơn anh. Những điều thầy nói hoàn toàn vô lý. Điều thứ nhất, đề thi của phòng giáo dục thì không thể nào lấy được. Điều thứ hai, em Nam là con của một gia đình khá giả, thì không thể nào vì tiền mà em làm chuyện đó được. Anh có một cách để giúp cho em thi đậu trong các kỳ tới. Thầy có hả? Thầy chứ. Dạ. Ở kỳ thi tới, anh sẽ cho em biết đề trước. Giúp em. Nhưng mà anh cũng chỉ cho em đề của trường thôi, chứ đề của phòng làm sao mà lấy được. Anh nói cho em biết, đề của sở anh không lấy được, chỉ nói chia đề của phòng. Thế đó. Cho tôi chơi đi. Trời đầu để tao suy nghĩ coi. Sơn Sơn cho tôi chơi đi. Nghĩ đi. Sao không ai cho tôi chơi vậy? Đừng có ồn, người ta chơi người ta suy nghĩ ồn vãi á. Biết chơi mà đòi chơi. Bây giờ không cho tôi chơi hả? Bóc hai tướng nghỉ chơi. Ôi gì kìa. Vậy giờ sao? Hôm nay không phải học bài thi. Bài quá là khỏe. Bởi vậy. Ê ê, tôi giờ mới chat với thủ lĩnh ma sói á. Hắn nói á, sẽ là một trận kinh thiên động địa hơn nữa đó. Hey. Bây giờ nó muốn nói gì, nói nó muốn làm gì làm, tôi giờ tôi không quan tâm. Nói chung là I don't care. Bà tôi nói thiệt nha, bây giờ mà tụi mình có nói hay là có bằng chứng gì nữa thì cô hiệu phó cũng không tin đâu. Thầy Nhân, thầy Nhân. Có chuyện gì vậy chị? Có một chuyện rất là quan trọng, cho nên tôi muốn kêu thầy đến đây. Mà có chuyện gì? Thứ nhất là mẹ của em Nam là người của phòng giáo dục. Bà ấy kêu gọi điện xuống trường, tỏ ý bực mình về những tin đồn của em Nam. Thứ hai là em Nam đã quyết định du học ở Úc. Thứ ba là trường ta vừa được khen thưởng, đã có thành tích cao trong học tập. Nhưng chị nói với tôi chuyện đó để làm gì? Tôi muốn thầy và những học sinh của thầy nhé, đừng khơi lại chuyện này nữa. Cứ xem như mọi chuyện không có gì. Bắt đầu từ ngày mai, em Nam sẽ không còn làm ở phòng vi tính nữa. Nhưng nếu chuyện này có thật, thì tự nhiên các em học sinh yếu lại đạt được điểm cao, trong khi các em khác cố gắng chưa chắc là đạt được như vậy. Đường tâm nhà giáo của chị có bỏ qua được chuyện này hay không? Thank you.
Ông chờ con về lâu quá trời. Sao vậy? Đố chờ nhà đánh cờ với ông hả? Không phải đâu. Ông chờ con về để báo cho con nghe một tin quan trọng lắm nè. Tin gì ông? Thằng Mao Sói nó báo trên lốc là nó sẽ đi du học nước ngoài bằng số tiền của một công ty lớn. Mà trước khi đi nó sẽ làm một chuyện công kinh thiên động địa. Con có biết chuyện đó là chuyện gì không? Con không biết. Nhưng mà giờ con chán thằng này quá. Hết muốn quan tâm đến nó. Nói chung là kệ nó đi ông con. Dạ, chào con. Dạ, chào các anh. Mời các anh ngồi. Chúng tôi là nhân viên của công ty MSI. Qua điều tra, chúng tôi biết được một hacker đã dùng máy chủ của trường xâm nhập vào để phá hoại trang web của phòng giáo dục. Và hacker đó chính là em Nguyễn Hoài Nam. Không thể nào. Chúng tôi buộc lòng phải rút lại quyết định tạm học bổng và truy tố em này theo đúng pháp luật. Thật đáng tiếc. Anh nói đáng tiếc có nghĩa là sao? Nó là thành viên của nhóm lốc lập dị, khẳng định đẳng cấp của mình bằng những việc làm sai trái. Việc làm đó đã làm hại đến chính bản thân anh. Đó cũng là bài học. Đôi khi ta nên không đi không được.